Mình đang trên đường ra bến thuyền sông Hương. Đây là sông Hương, còn đằng kia là cầu Trường Tiền, một cây cầu rất là quen thuộc. Cầu Trường Tiền. Đây, let's go. Đây là cầu của mình. Nó có những cái thân gỗ rất là dài và bự mà đẹp luôn. Cầu gỗ liêu. Cái này mới là cầu gỗ liêu. Đây là sông Hương. Bây giờ mình ngồi xích lô. Cổng trường quốc học. Let's go, get go. Giống như cái đường này từ hướng Hùng Vương đi lên á, bán giống đường Nhật Tảo. Con sông trôi ra bên nhau. Rồi mấy cái này là này là bán quạt và điện quang nè. Năm quận năm. Dạ, bán điện quang, bán quạt rồi nồi cơm điện. Có áp bồ nữa. Đây là chợ Đông Ba nè các bạn. Hôm trước người đã ăn chè heo quay và mua một bánh mì tỉnh ở đây. Trong chợ này rất là bự luôn, giống chợ Bến Thành của mình. Rất là nổi tiếng. Bán hơi bị nhiều hộp xoàn. Dạ bự, bên trong nó rộng luôn. Giờ mình sẽ đi qua cầu Trường Tiền lần thứ hai. Nãy là mình chỉ đi hướng này thôi, giờ mình sẽ đi hướng kia. Còn bên này chắc là cái chùa của mình. Nếu mà mình lễ đảng Kem Trường Tiền. Kem này là nổi tiếng ở Hà Nội. Đây là cà phê start up. Cà phê khởi nghiệp. Đây là trường quốc học Huế. Ngày xưa bác học, bác Hồ học ở đây. Trường quốc học Huế. Con sông trôi ra biển lớn,
ta ngắm mây bay trên trời và thấy đất trời bao la, thêm yêu con người Việt Nam. Và tôi sẽ kể bạn nghe về tôi, và tôi sẽ kể về nơi mình qua, những cung đường ôm lấy ngọn đồi, như chúng ta bên nhau từng ngày, mình cùng nhau đi thật xa thật vui, để được ngắm Việt Nam xinh đẹp, đất mây trời lấp lánh tuyệt vời, cùng hòa ca trên bao ngày, vì cả quê hương Việt Nam là cả thân xuân tuổi thơ. Con sông trôi ra biển lớn, ta ngắm mây bay trên trời và thấy đất trời bao la, thêm yêu con.